À, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình, và mình là Khánh. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game, đó là Shadowfire 2. Đây. Đó. Thì mình dự định là sẽ làm về cái series game này luôn. Once I was a great invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me. Shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I free. Rồi, vừa nãy là phần giới thiệu. Thì và mình sẽ dự định là sẽ làm về cái tựa game này, nhưng mà mình chỉ đánh dạng như là survival. Có nghĩa là mình đánh survival một lúc hết 10 thằng, sau đó giết con chùm. Và con chùm cuối nha các bạn. Đây, để làm cái series này mình đã phải xóa đi và chơi lại cái game này. Rất là mệt. Nhưng mà do mình cũng có một chút kinh nghiệm nè. Đó, vũ khí là chưa nâng cấp gì luôn nha. Hơi bị yếu. Đó, chưa có gì hết. Mình phải chơi lại để mình đánh cho các bạn xem. Bởi vì nếu như lên cấp thì nó quá mạnh rồi. Đánh lại nó dễ quá. Đây. Thì cái game này mình nghĩ thì các bạn có thể đủ tư duy để hiểu cách chơi trong quá trình mình quay. Đây, mình sẽ dùng cái côn để đánh survival đi. Tổng cộng có 10 ván. Shit. Cút ra. Ủa chưa thắng đi. Rồi chết đẹp. Rồi, quá mạnh. Cái cây côn này do mình lấy ở cái gì á. Có một thằng nó thách đấu. Xong rồi mình đánh thắng nó là nó cho cây côn. Không, khá là mạnh. Thank you.
Rồi cầm kiếm. Này thì kiếm. Xịt, vậy cũng hụt. Dữ vậy. Fuck. Rồi. À, quá ghê. Này. Rồi, sao ông nào đây? Ông nào giống thầy Iruka vậy? Trong này có một số cái giống như trong Naruto, toàn vũ khí ninja. Chuẩn. Xịt. Cái này thì đỡ. Đỡ thử rồi. Đỡ đi. Cứt. Rồi bơ phẹt. Rồi, thắng luôn. Quá đơn giản. Rồi, gì đây? Ok, ok. À, mình phải vô mình đổi vũ khí gì đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh con chùm. Đây, Limbs. Đánh con chùm của Ác Mộc. Đó, mấy con kia mình đánh hết rồi, giờ đến chùm. Đi. Rồi, thấy cái móng kìa. Dính bom phát. Rồi, gì đây, gì đây? Rồi thắng là 1-1-0 rồi. Thôi được 3-0 mới được. Hình. Tăng hình ơi, tăng hình. Ôi quá dữ. Vậy cũng dính nha. Thank you.
như nó tàng hình là mình dễ đánh hơn, bởi vì mình không biết nó đang làm cái gì, mình cứ bấm bừa thế lại dính. Rồi tàng hình là có hại cho nó. Xài chiêu gì có cái đầu lâu á, mày láo. Hay quá, sắp chết luôn. Shit. Ôi, ám khí, phát. Chơi chơi lầy dữ vậy. Ê, ô. Bố láo, rồi, tử vong. Rồi, không cần biết lim liếc gì hết. Rồi, gì ghê vậy? Hai thành tích, rồi. Rồi, gì đây? Rồi hermit ở chùm 2 đó. Rồi và vừa rồi là game Shadowfire 2, con boss thứ nhất. Thì nếu thấy hay thì các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho mình.